Dạ, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem video ngày hôm nay. Đây, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây Rudin. Đây, cây Rudin ở phía sau lưng em ha mọi người. Hả? Thì đây, dạo gần đây thì cũng gần Tết rồi mọi người, cho nên cái nhu cầu mà để chơi nhạc hoặc là chơi tất niên á nó khá là cao ha. Cho nên hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây Rudin còn lại của shop em. Đây, còn lại ha, thì đây còn lại một cây thôi mọi người. Rồi, thì mọi người cũng nhìn thấy đây, cây này có dán giá sẵn ha. Thì cây này có mức giá là 19 triệu. Nó khá là rẻ so với cây trước mọi người. Thì mọi người thấy cái video trước em có giới thiệu một cây, thì cây đó nó cũng có mức giá là 25 triệu ha. Bởi vì cây đó thì là một cây đẹp mọi người, một cây đẹp và nó có kèm theo một cái hộp cứng. Còn cây này thì tình trạng ngoại hình nó có một vài cái chạy xước nhẹ và cũng như là nó cũng không có khay mọi người, nó chỉ có một cái bao thôi. Đấy, cho nên cái mức giá của nó sẽ khá là rẻ cho mọi người có thể đủ khả năng để mà mang nó về chơi ha. Rồi, thì đây em sẽ giới thiệu là một cây Rudin dòng Multiac Duet ha. Cây này thì cái dòng này nó không có cái chữ Rudin ở trên này đâu mọi người ha. Đây mọi người nhìn nè, nó không có cái chữ Rudin ở trên này giống như những cái dòng trước ha. Sẽ có một số dòng nó sẽ có chữ Rudin trên này và nó có nhiều cái mẫu chữ khác nhau mọi người, nhưng mà cây này thì nó không có ha. Rồi, đây là một cây dây ni lông đó, một cây Rudin dây ni lông. Tình trạng cái mặt top của nó thì như thế này mọi người ha, cũng còn khá là ok. Nói chung là một cây đàn cũ đã qua sử dụng rồi, nhưng mà cái tình trạng của nó còn chơi rất là ok mọi người, nó không có bị những cái lỗi nặng giống như là nứt vỡ hay là gãy gì hết mọi người. Đấy, đó, cây này nó có một cái vết xước ở trên này, nhưng mà em đã trám lại rồi ha mọi người, bây giờ nó khá là liền lạc nè, không có bị bung chóc gỗ ra thêm ha. Rồi, và một vài cái vết chày nhẹ ở xung quanh và cũng như là mặt sau ha mọi người. Đây, những cái vết cấn nhẹ li ti nè. Rồi, và ở dưới nè mọi người, đó, một vài cái vết chày xước ha. Đây, và những cái vết chày lông mèo ở trên mặt lưng của nó nè mọi người. Đó. Nói chung mà để phục vụ cái nhu cầu gọi là đi show hoặc là điểm hát thì mọi người có thể lựa chọn cây này, tại vì nó nằm ở một cái mức giá tầm trung mọi người có thể sở hữu được ha. Chứ bây giờ mà một cây Rudin mới thì nó rất là mắc tiền mọi người. Một cây nó rơi vào khoảng nói chung là nó sẽ không có mức giá là dưới 30 triệu mọi người đối với một cây Rudin ha. Đấy, dòng Multiac hoặc là dòng ACS-XA, dòng ACS-XA thì nó tới gần 50 mọi người, bốn mấy 50 đổ lên không à. Những cái dòng Multiac thì nó cũng rơi vào khoảng hai mấy ba mấy, rồi nó sẽ có những cái dòng thấp hơn nữa mọi người. Đây, cây này thì nó được cái cần đàn Ebony mọi người, đen à, cần đàn đen mung luôn ha. Thêm một vấn đề nữa là cây này nó sẽ có âm mộc nữa mọi người. Đây, đây, nó có cả âm mộc và cũng như là âm quay EQ ha. Khi mà mọi người cắm đàn vào đây thì mọi người bật cái công tắc này lên ha, cắm dây dắt vào thì mọi người bật công tắc lên, bật công tắc lên nó sẽ cháy đèn ở trên này mọi người. Đấy, là có nghĩa là nó đã ăn pin rồi ha. Đấy, khi mà mọi người không sử dụng nữa thì mọi người tắt ha, bật xuống, mọi người bật xuống tắt thì nó sẽ tắt cái đèn màu đỏ này. Đấy, rồi còn đây thì là cái volume tổng của nó mọi người, là volume tổng ha. Còn đây là bass, middle và treble. Còn cái mức gạt ở dưới này thì là một cái mức gạt để chỉnh mic mọi người. Đấy, để chỉnh để sử dụng cái mic của nó ha. Khi mà nhưng mà cái mic của nó thì nếu mọi người không sử dụng thì cứ kéo xuống xuống phía dưới thôi ha, không cần thiết lắm. Rồi, về cái phần action của đàn thì đây, cây này action nó rất là thấp rồi mọi người. Đó, action nó như một cây đàn điện luôn, cần đàn nó đánh rất là im mọi người. Action cực kỳ thấp, chơi rất là đã, rất là nói chung là rất là nhẹ tai mọi người. Rồi, bộ khóa là nguyên zin nha mọi người. Đó, khóa giống như màu ngọc rất là đẹp. Rồi, và cây Rudin này thì nó có kèm theo một cái bao nữa mọi người. Đấy, kèm theo một cái bao như thế này ha. Đó. Rồi, thì cây Rudin này em bán với mức giá là 19 triệu ha mọi người. Nếu mọi người có yêu thích
cây guitar này, muốn sở hữu nó thì nhắn tin cho em qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp cho em ha. Số điện thoại thì em có để trên màn hình để mọi người có thể tiện theo dõi. Và cách thức để giao dịch thì mọi người đặt cọc trước giúp em ha, sau đó em sẽ ship đàn và mọi người nhận hàng, kiểm tra, thanh toán số tiền còn lại. Rồi đàn này thì em sẽ bảo hành cho mọi người sử dụng là 12 tháng, cho nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng dài hạn ha. Đây, còn shop em thì nằm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Nếu mọi người có ở gần đây thì có thể trực tiếp tới shop để cũng như là tham khảo và xem những cái dòng đàn khác. Rồi, nếu mọi người ở xa thì em sẽ hỗ trợ qua các mạng xã hội giống như là Zalo, Facebook, hoặc là mọi người có thể điện cho em qua số điện thoại ha. Rồi, sau đây thì em mời mọi người nghe thử âm thanh của cây Rudin Multiac này ha. Và mọi người xem video tới đây, nhớ cho em xin một like và cũng như một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thank you.